Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Đông Đông TV ngày hôm nay. Thì cũng đã lâu lắm rồi mình chưa lên video. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục một kèo thực chiến nữa, đấm nhau với cậu vàng. Không sâu backtest xuông, không chơi mõm, không nhận định kẻ vẽ trên TradingView. Đến vùng là đánh và đến nơi là đấm nha. Nếu bạn là người mới biết đến kênh YouTube của mình thì mình đang giao dịch theo thuật toán với phương pháp với tên gọi là Scalping Semi-Auto. Phương pháp bán tự động dựa vào nền tảng lý thuyết Dow đã được lập trình sẵn, đánh cả thuận xu hướng lẫn ngược xu hướng. Và đương nhiên rồi, bạn muốn học theo phương pháp này của mình thì có thể vào ngay mô tả của video để có thể đọc thêm về phương pháp này nha. Và trong video lần này thì mình sẽ nói về việc chơi thuận xu hướng của khung lớn. Cụ thể ở đây là khung H4, mình hay gọi là setup thứ hai. Và cách xác định xu hướng như thế nào thì cái này chắc mình cũng không phải nói nhiều nữa rồi. Bạn có thể tìm trên mạng hay bất cứ đâu về lý thuyết Dow để có thể biết được xu hướng gần nhất là gì. Nếu bạn chưa biết xác định xu hướng thì cứ ở lại thêm tí nữa, mình sẽ giải đáp cách mình xác định xu hướng của khung lớn cho bạn hiểu kỹ hơn nha. Và ở kèo này thì mình đã xác định xu hướng ở khung lớn, H4 đang tăng. Vậy thì mình sẽ ưu tiên việc mua lên hơn là việc bán xuống. Mà kể cả cho dù mình có muốn bán xuống thì mình sẽ xác định là mình sẽ chấp nhận rủi ro BSL hoặc là giảm số lot tối thiểu để có thể gồng được cho tới khi nó TP. Với phương pháp scalping semi-auto này thì mình có thể ăn ngắn ngược xu hướng hoặc có thể ăn dài thuận xu hướng dựa theo khung lớn. Mình kỳ vọng giá có thể tăng tới 10 giá theo khung lớn, xu hướng chính. Và ở đây mình set TP cho kèo này là 10 giá. Để xác định được xu hướng chính của H4 thì cách đơn giản nhất là hãy kẻ ra vùng cản gần nhất của xu hướng đó. Và xu hướng chỉ đảo chiều khi vùng đó bị phá vỡ bởi thân nến và không tính dâu nến. Các bước thực hiện đánh thuận xu hướng của H4-M15 setup thứ hai như sau. Bước 1, mình sẽ xác định xu hướng chính của H4. Nếu H4 đang tăng, tập trung ưu tiên buy. Nếu H4 đang giảm, tập trung ưu tiên sell. Sau khi biết được xu hướng chính của H4 đang tăng, quay về M15 chờ đợi thời cơ giá giảm về vùng discount, tức là vùng giá hợp lý. Bước 3, chờ đợi đóng nến M15 bằng một cây nến tăng vào biểu đồ footprint, xét xem khối lượng mua có đang chiếm ưu thế hơn hay không. Bước 5, bước này là optional, có thể bỏ qua. Và bookmap, xét xem CVD, xem tổng quan thị trường có đang nghiêng về bên mua hay không. Bước cuối, vào lệnh và đặt TP là 10 giá. Nếu giá đi ngược lại phân tích một chút, vào lệnh thêm với cùng khối lượng đã chia sẵn, không tăng lot. Và kèo thứ hai này thì đương nhiên là H4 đang giảm, theo phân tích của mình. Và mình đã set ngay một lệnh sell ở đây, TP của mình kỳ vọng là 10 giá. Tuy nhiên thì nó chỉ chạy đến 6 giá thôi, mà cũng mất khá là nhiều thời gian, cho nên là mình cũng đã quyết định cắt lệnh này. Tại vì là hôm nay cũng là ngày cuối tuần, ngày thứ 6 mất rồi, nên mình cũng sẽ không hâu lệnh dài nữa. Ok, đó là hai kèo thực chiến vàng của mình để mình có thể giải thích cho bạn rõ nhất cái cách mình đánh setup thuận xu hướng của H4 và M15 như thế nào. Và nếu bạn muốn học phương pháp này thì đừng quên ấn vào mô tả của video. Và đừng quên cho mình một like, một subscribe để tạo động lực cho mình có nhiều video thực chiến hơn trong tương lai nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại vào video thực chiến lần tới nha. Bye bye! Ok, trước khi vào kèo tiếp theo thì đây là cách bạn có thể xem bản thuyết trình về chiến lược cũng như cách mình sử dụng phương pháp ở đây. Bạn ấn vào mô tả của video, lướt xuống dưới một tí và ấn vào bio link và đọc ngay mục 1 và 2 như thế này.